nhìn đó làm gì, mình đâu có đi đó đâu. Đi qua đây chơi với em nè, nghe không? Không, đi qua đây nè. Kè kè, đi qua đấy kìa. Ê, hôm nay cuối tuần dắt bọn con đi chơi. Vô chơi với em nè. Nè, coi cá sấu nè. Ừ, tìm cá sấu ra đây mà. Đó, thấy con cá sấu chưa? Nó nằm im nó chờ mồi. Đây cá sấu. Cá sấu này cũng chưa bự lắm. Kìa nó nhúng nhích kìa. Đâu? Đó. 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 Ê, con này đang đói. Ôi, nó đang nhìn. Ôi, nó, anh nó đang nhìn chằm chằm luôn anh. Ừ. Đó, bên ơi bên. Sợ chưa? Ôi trời. Ôi, cái con này bự nhất. Đang bơi là có gì á? Cái ghê không tí. Ngồi xuống nó táp, nó nhào lên nó táp đó. Bên nó. Ghê. Ôi, nó trả cho lại giờ đi, nó trả cho lại giờ. Hết hồn. Nó có sợ đâu. Nó có sợ đâu. Kìa đang lên. Đang để cái bãi gì kìa ba. Ba. Điểm câu cá sấu. Ừ, đầu cá sấu. Ừ. Đâu nó rồi, nó cá sấu rồi. Nó cá sấu rồi. Đó nó rồi, ở đây có ừ, con cá sấu. Ừ. Lóc chóc lèn bèn quá bạn ơi. Kìa, nó đang chuẩn bị bò qua kìa, đi 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 đi. Thấy kìa, còn bên đó nó bò qua kìa. Ô, có cái đồ là cái đồ bắt quái nè. Đó, cá. Ủa, con cá có cái này bắt cá mà. Được con cá sặc. Cái lồng chụp cá bỏ xuống ngâm á. Kìa kìa, cá dưới kìa. Từ thôi con. Rồi đây sẽ là vườn thú cho mấy anh em cho bọn trẻ con đi tham quan nha. Đây ở Long Xuyên nha bạn. Đâu vậy đắng còn đó con gà con công đó nè, con công bên đây nè. Nó gào lên hai cái hàng gào để không cho con khỉ nó thò tay ra bốc đồ ăn. Được, thò ra kìa. Ê, chỉnh.
quay lại. Này loại khỉ gì vậy ta? Không biết. Này con dượng hiểu rồi. Khỉ đen gì á? Nó có ghi ngoài á. Ờ nó cắn nhau. Ghi trên tấm bảng đó. Đói rồi đòi ăn rồi nè. Đi qua bển đi bà, có con gì bển kìa. Mà còn tỉnh. Có con gì bển kìa. Thôi nó nhảy kìa. Là cấm chọc phá thủ. Đẹp quá. Một loại gà lôi trắng. Đây là con khỉ già, khỉ mặt đỏ. Đâu? Đâu đi nó kêu nè. Quá bự. Nó quá bự. Chằng đắt. Chằng đắt rồi. Mày mấy giống loài gà thường. Ở bên đây hai ba con luôn. Rồi nó ngóc cái đầu nó lên kìa. Không. Đó, kìa, con kia nó đang ngóc đầu lên đó. Ủa, sao nó đưa cái đầu lên nó nằm ngủ vậy trời? Kìa. Kìa. Bắt. Con nhiều kìa nó. Con mày mày đắng kìa. Kìa. Đây là chim chích. Đây là loại chích cồ các bạn. Cồ. Có hàng rào nên chắc quay không rõ lắm. Đây gà sao á. Đây cũng là chích bông quá. Cò bông. Đây, đây sẽ gõ mấy con này chích tơ. À, phía trong là dịch trời kìa. Còn đây là con kỳ đà. Kỳ đà với con càng đước. Wow, kỳ đà này bự lắm nha. Còn càng đứt là giống như con rùa nè. Nó gặp mình quay cái nó bò ra kìa. Thấy không tí? Đâu? Không thấy đâu. Dư nó nè. Còn đây là dịch trời. Dịch trời không? Bên trên nuôi bồ câu nữa. Đây dịch trời đây. Không. Ăn kỳ đà. Kỳ đà.
Ôi có con rùa bự kìa. Đâu cá tạm. Rùa gì á, con cá gì mà? À cá hai tượng. Ừ đúng rồi. Cá hai tượng. Kìa con rùa bự kìa. Hết hồn nó bự kìa. Bự. Rồi cá chép. Cá chép. Trời ơi hết hồn. Hết hồn bự luôn. Ba, con ba ba. Wow, này là con ba ba nha các bạn. Ba ba đúng khủng luôn á. Bự ghê á. Bằng 2, 4, 6 miếng gạch. Nó bự thôi. Gì? Vô thôi. Ba ba. Ba ba cô đinh gì đó. Ba ba cô đinh. Ê ơi. Nhanh bác kìa. Phải dậm rồi thôi. Let's go. Rồi. Rớt dép rồi. Tối đây có dằn ngại hay gì mà? Rồi mưa rồi. Đi là đặng có cái chỗ núp không kìa, đặng đặng ra đi đặng đi. Rồi trái nè. Trời. Mưa đông ngâm rồi. Ẩm nó lên đi. Xui vậy hả? Rồi mưa. Con heo nè, con heo kìa. Con chuột. Tới nó gọi. Đấy, bét đi chỗ khác. Quá dữ rồi. Ngoài. Đâu chó đâu? Con trâu. Con trâu. Ơi nó để cái bảng cá sấu này bà. Ba. Ừ. Nó để cái bảng cá sấu. Cũng leo lên đó nữa à. Thôi dạo quanh bao nhiêu đó là về được tham quan cho mấy đứa nhỏ, cho con nó biết được những cái điểm mà những con này con kia trong công viên sẽ thú. Đi nè. Đi đâu?
dễ đi lại và nói. Sứa nha chàng nha em. Con này gỏi nè. Sứa nha chàng.